Đi đây. Ra con mày học giỏi. Học giỏi lớn như gì không lại đi. Hello, và hôm nay thực sự đã là ngày mình ra sân bay để chuẩn bị lên đường đi du học rồi. Cả nhà mình từ bố mẹ đến anh chị và các cháu đưa mình đi luôn. Mình đang ở sân bay rồi nhưng mà người ta không cho vào. Tại vì rất là đông luôn. Thì mình cứ nghĩ là đến sân bay mọi người sẽ được vào thoải mái, rồi sẽ có màn ôm ấp tiễn biệt. Thế nhưng mà sân bay hôm đấy bị làm sao, tự dưng đông bất thường, thế là người nhà không được vào và đứng ở ngoài. Xong rồi các anh em S Channel đầu tiên cũng bảo là đến, nhưng mà lúc sau thì lại trời mưa, trời Hà Nội cũng mưa khá là to nên mọi người bảo không đến nữa. Thế nhưng mà mọi người lừa mình, xong lúc sau mọi người vẫn đến. Bà không nói vui rồi ơi. Chị đi không buồn đâu. Kiểu là mình cũng muốn đi mà không cần phải có ai ra tiễn ấy, đi một cách thầm lặng thôi. Thế nhưng mình nghĩ nếu mà sau này mình nghĩ lại thì chắc chắn mình sẽ thấy rất là tiếc, tại vì không được thực sự tạm biệt mọi người. Cày mất năm nữa, chịu khó. Nhà chắc không vấn đề gì đâu. Đi chưa đi, tí gì ra. Sau cái khung giờ cao điểm ấy thì chúng mình được vào bên trong để mọi người có thể tiễn mình tận nơi. Thế có bù được cái kia. Thật ra khi đang thu âm cái video này mình xem lại thì đáng nhẽ là mình cũng không đến mức phải khóc nhiều như thế. Thế nhưng mà kiểu cảm xúc lúc đấy nó chỉ là cái cảm xúc của cái khoảnh khắc đấy thôi, cái khoảnh khắc mà mọi người tiễn mình đi. Xong rồi mình chưa tưởng tượng được là sau khi sang Hà Lan thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Mà mình chỉ biết là mình đang phải chia tay những người mình yêu thương. Thì mình thấy rất là buồn. Dạ vâng, sự đánh giá của gia đình và sự đánh giá của đồng nghiệp. Dạ vâng, chúng tôi đánh giá nha. Không, chưa lắm mạn lắm. Nhớ mỗi chị thích. Đấy. Đợi chị đi Hà Lan về nhá. Ok. Đợi chị đi Hà Lan về nhá. Chúng tôi rất là đam mê để đợi những cảnh lãng mạn. Nhưng mà dạ vâng, họ vẫn chưa có dấu hiệu lãng mạn. Nhưng mà mình vẫn thực sự là cảm thấy may mắn vì được mọi người yêu thương. Cái khoảnh khắc mà mình nghĩ là chỉ có trong phim thì bây giờ mình đang được thực sự trải nghiệm nó. Khoảnh khắc mà mình quay lại vẫy tay mọi người tạm biệt và không biết ngày mình trở về thì mọi thứ còn nguyên vẹn nữa không. Nhưng mà mình vẫn tin và mình vẫn sẽ cố gắng là mọi thứ vẫn sẽ như những lúc ban đầu. Anh muốn đi quân sự không? 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 Anh muốn đi quân sự không?
mình vừa vào xong sảnh chờ rồi, và bây giờ sẽ chuẩn bị lên máy bay gặp bóng rồi. Bóng kiểu bị dòng người cuốn đi trước chắc một tiếng không bốn năm phút để lại tôi phải khóc hết cả nước mắt. Cần khóc bố thì không kịp khóc. Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên, không khóc. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Mình đã lên máy bay được rồi sau một khoảng thời gian rất là vất vả. Bạn bố quan hệ chỉ còn một nửa thôi, nhưng mà khá khen cho nhân viên của sân bay là anh ấy vì đạo đức nghề nghiệp. Hơi bị cứng nhắc không quyết sống lắm, nhưng mà thôi thì cũng tốt. Xin lỗi mọi người nha. Bây giờ là mình bắt đầu content 16 tiếng trên máy bay của mình. Hoạt động gì đầu tiên nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ lấy sim của không được. Ôi mẹ ơi, cái này nó không uống ấy. That's from my mom. She bought it. Where do I split them? Đây là quà mẹ mình tặng. Dạ, đi sợ lại là phải lên trên này ngồi và đeo. Nhưng mà mẹ ôi đằng sau này nó có cái ghế này nó vướng lắm. Mà thôi nha, sẽ ôm. À, cho mọi người xem package khi mà lên máy bay của Emirates sẽ gồm những thứ gì. Đầu tiên là chăn mình. Đầu tiên là chăn. Đây chắc là gối. Nhưng mà gối thì để nằm kiểu gì? Chắc là đệm lưng. Mình sẽ đệm lưng cho cuộc sống của mình. Được rồi, đệm đi, đệm đi. Đây là cái đệm chống ù tai bị tai nghe. Tai nghe cắm vào cái máy ở trên này thì nó sẽ nghe được, kiểu xem phim các thứ. That's it. That's so cool. Đoạn này là bắt đầu thực sự cảm giác là mình đang rời khỏi Việt Nam rồi, là đã ổn định các thứ trên máy bay rồi. Và rất là may là mình không phải đi một mình mà mình đi với bạn thân của mình cơ. Mặc dù chúng mình ở hai thành phố khác nhau, ở Hà Lan, nhưng mà dù sao thì có bạn đồng hành trên máy bay vẫn tốt hơn đúng không? Chúng mình bay chuyến 1:30 rạng sáng, nhưng mà chả hiểu sao mình không cảm thấy buồn ngủ ấy. Máy bay này thì cũng khá là xịn, của hãng Emirates của Dubai ấy mọi người. Và nó có cả phim lẫn nhạc luôn. Mở luôn bài Don't Panic vì bây giờ mình đang khá là panic inside. Bây giờ thì vừa nghe nhạc, vừa chill, vừa trấn an bản thân sau một sự khóc lóc sưng hết cả mắt. Tẩy trang xong xuôi rồi thì mình sẽ bắt đầu cấp ẩm cho da, bởi vì chắc chắn ngồi 16 tiếng trên máy bay da sẽ cực kỳ là khô. Mình đã lường trước được điều này nên là mang sẵn bộ skincare từ nhà đi luôn. Tại vì mình cũng quen dùng mỹ phẩm Hàn rồi, mà mua mỹ phẩm Hàn ở Hà Lan thì như kiểu là màu kinh đáy bể ấy. Đang là mùa hè nên mình ưu tiên sử dụng những sản phẩm phù hợp với thời tiết oi nóng. Và hiện tại thì mình đang dùng combo skincare này của Amphorm, gồm Envitamin Fruit Serum và Envitamin Chill Water Gel. Đầu tiên là em serum này thì là sản phẩm mới toanh của hãng luôn. Em này được hãng giới thiệu là serum đa nhiễm, tức là giúp giải quyết rất nhiều vấn đề về da như là xỉn màu này, thô ráp này. Nói chung là cứ nghe đa nhiễm là thích đúng không? Thêm cả khả năng làm sáng và làm đều màu da với 5 hoạt chất làm sáng nữa. Mình mới sử dụng được hơn 1 tháng thôi nhưng mà thấy da có vẻ đều màu và mướt hơn, trộm vía. Dùng em serum xong thì mình sẽ apply kem dưỡng Vitamin Tree Water Gel. Thì
thì bạn là dùng full combo serum và dưỡng ẩm này của Amphrom thì sẽ phát huy 200% công dụng, nên là mình cũng đầu tư. Vitamin Tree Water Gel là một sản phẩm siêu hot của hãng rồi và cực kỳ là nổi tiếng. Mình dùng em này từ ngày xưa cô, xong cứ đến mùa hè là lại quay lại dùng vì cảm giác apply lên da siêu mát và mỏng nhẹ. Nó kiểu thoáng mặt tí chứ không bị cảm giác nhờm dính khó chịu. Tự phong cho em này là kem dưỡng ẩm mùa hè luôn. Mà mọi người đừng nghĩ là mùa hè thì không cần dưỡng ẩm nha. Là một đứa da dầu kinh điển thì mình đã đúc kết được là nếu mà da thiếu độ ẩm thì còn tiết ra lượng dầu còn nhiều hơn bình thường ấy, kiểu như là để bù vào. Thế nên làm việc cấp ẩm là siêu quan trọng. Da mình cũng khá nhạy cảm nữa nên sẽ phải chọn kỹ những sản phẩm có thành phần lành tính. Mà các sản phẩm của Amphrom mình nổi tiếng là lành tính rồi. Hai em này của Amphrom cũng trộm vía hợp da mình phết, nên các bạn nào da nhạy cảm khó chịu như mình thì có thể tham khảo nhé. Skin care xong xuôi thì cũng là lúc ăn đêm. Trời, sao hãng này phát bữa ăn vào lúc 2:30 sáng ạ? Ngay sau khi bố mình vừa nhắn tin là con có đói không, lên máy bay chỉ sợ mình bị chết đói, nhưng mà thực ra là hãng này cho ăn nhiều vãi. Mình đi 16 tiếng mà ăn tận 4 bữa cơ. Đồ ăn ở Emirates thì mình cũng không đánh giá cao lắm, nhưng mà được cái là nó rất là nhiều và đa dạng luôn. Từ món chính này xong còn có tráng miệng và cả bánh nữa. Nói chung là siêu nhiều. Một mình ăn không thể nào mà hết nổi. Bữa đầu tiên này thì món chính là sandwich. Sandwich này thì khá là giống bánh mì. Còn cái hôm này thì mới đầu mình tưởng là thạch, nhưng mà thực ra nó chỉ là nước lọc thôi. Mà nó đựng trong cái này trông hay phết, mà bữa nào cũng có. Nhưng mà ngôi sao của bữa này là cái bánh muffin vị cacao hay sô-cô-la này, đây này, ngon cực. Nó kiểu không bị ngọt quá mà vẫn đậm vị sô-cô-la đắng đắng ấy. Mình thích kiểu đấy. Uống no nê xong xuôi rồi thì mình sẽ bắt tay vào edit vlog tiếp. Bây giờ đã là 3:00 sáng rồi. Và mình đang có một cái vlog cần phải lên vào đúng hôm mà mình hạ cánh ở Hà Lan. Đó chính là ngày 22 tháng 8. Thì mình đang cật lực edit cho xong đây. Bình thường mình edit ở trên máy tính cô, nhưng mà hôm nay lên máy bay thì sẽ chuyển sang iPad edit cho nó kiểu gọn ấy. Tại vì cái chỗ ngồi của mình nó cũng khá là bé, nên là mình mới edit bằng máy tính nữa thì thôi, chả còn chỗ mà ngồi. Edit một lúc thì lúc này đang bay đến giữa biển rồi và người ta lại phát thêm một bữa ăn nữa, không hiểu sao ăn nhiều thế. Chắc đây ăn sáng nhở? Không, ăn kiểu siêu sáng sớm luôn ý. Bữa nay thì cũng có những món phụ như bữa trước thôi, nhưng mà mình thấy là món chính ngon hơn đấy. Quên chưa kể cho mọi người là mình sẽ bay hai chặng, một chặng là tới Dubai và chặng thứ hai là từ Dubai đến Amsterdam. Thì đến Dubai chúng ta sẽ phải quá cảnh ở sân bay Dubai này. Ấn tượng đầu là sân bay Dubai siêu to, đến cái thang máy nó còn to như một cái tòa nhà ấy mọi người. Xong rồi chúng mình cũng phải đi tàu điện để trung chuyển giữa các trạm, giữa các khu vực với nhau ấy. Chứng tỏ nó siêu to luôn. Nhưng mà cũng khá là dễ đi nha, chỉ cần đi theo cái biển thôi. À, đầu tiên là tra mã của chuyến bay này, xong rồi mình sẽ tìm được là mình sẽ đến cái biển, cái khu vực nào. Khu vực của mình là B13 thì mình chỉ cần follow theo các cái biển chỉ dẫn và mình tìm tới khu B13 thôi. Vừa ngồi xuống khu chờ phát là mình lại tiếp tục edit. Mặt trời bắt đầu mọc rồi đây này.
Đấy, cuối cùng cũng edit xong, nhẹ hết cả người luôn. Và bây giờ mình sẽ lên máy bay để kết thúc chặng đi. Còn một chặng nữa, tức là được một nửa quãng đường rồi. Tớ hào hức quá. Nhân ngày sinh nhật của anh Sắc Hồng. Chị hát thì tôi mở hơi ngô nha. Wow, wow, wow. Thế là đúng không? Thế là tốt, tốt lắm. Every day I test the gun. Last moon to die's wanderers. Little time's on. I smoke the acoustic yard. The light was breathing, breathed out. Can't replaceable, sustainable. Every day I test the yard. Right now, today's ain't come back. It's new nature. It wasn't there before, you know. Let's be thankful. Oh, humanity must go. In trouble with humanity. And I talk about humanity. Oh, the way we're about guaranteed. And baby, we must go. Đây là chuẩn bị xuống sân bay và mình sẽ get ready một chút cho mặt mũi tươi tắn, sáng sủa, giống người trở lại. Ui, cái đoạn mà nhìn thấy Hà Lan từ trên cao này bắt đầu cảm giác nổi da gà, xong rồi sao xuyến vậy. Từ đầu đến giờ thì mọi chuyện xảy ra khá là nhanh mà mình cảm thấy chưa thật lắm ấy. Nhưng mà khi mà máy bay bắt đầu hạ cánh này, mình bắt đầu giật mình vì cảm thấy mọi thứ đang thật sự diễn ra rồi ấy. Mọi người có bao giờ cảm giác mà những cái chuyện mà mọi người rất là mong chờ nhá, khi mà nó sắp diễn ra thì mọi người sẽ thấy nó không thật lắm. Cho đến khi mà nó thực sự diễn ra rồi, mọi người mới bắt đầu có cảm giác bị giật mình ấy, bị ngợp ấy. À, mình không biết nói thế nào nhá, nhưng mà mình bị như thế. Chưa tới. Chỗ pick up key đến vào nhà nó sắp đóng cửa tối nhưng mà hình như chưa tới. 5 giờ đóng cửa. Bây giờ chúng ta đã đợi rất là lâu. Từ ở trong cái hàng kia 1:30. 2 giờ đi. Em nó vừa update thì sao mày ạ? Sau khi xuống sân bay và nhập cảnh xong thì chúng mình sẽ đi lấy hành lý, và đoạn này cũng khá là gian nan bởi vì hành lý của mình nó kiểu bị mọi người lấy ra rồi nên mình cứ đứng đợi ở chỗ băng truyền mãi không thấy đâu. Đi một vòng thì mình thấy là nó đã ở trên mặt đất rồi. À, review cho mọi người một chút về quá trình nhập cảnh thì nó không quá phức tạp đâu. Nhân viên ở đấy thì chỉ hỏi mình là đến đây du lịch hay đi học, thì mình bảo là mình đi học thôi, cũng không có gì khó khăn hết. Đợt này thì thực sự là may mắn vì mình đã đăng ký pick up service của hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan. Thì mình sẽ có các em buddies đến đón mình từ tận sân bay và dẫn về tận nhà luôn. Các bạn nào mà cũng chuẩn bị sang Hà Lan du học thì có thể tham khảo pick up service của hội sinh viên nhé. Cực kỳ là chu đáo và nhiệt tình ý. Đặc biệt là em Diệp là em buddy của mình, em ấy siêu nice luôn, trời ơi. Dã man. Em ấy như kiểu là một tour guide biết tất tần tật mọi thứ mà mình sắp phải trải qua ấy, xong em nói hết cho mình. Nếu mà không có em Diệp thì chắc là mình vẫn đang lang thang, không biết là đi đâu với đâu. Hello mọi người, mình đã đến lên thẳng vào đây. Trời ơi, vừa bước ra khỏi ga là trường luôn, thế rất đập vào mặt là tòa nhà của trường. Tay phải là ra đến chỗ lấy chìa khóa. Còn tòa nhà phía bên kia là chỗ chị ở. Nó khóc khóc tí mà. Thôi trường mình này mọi người, không thể tin được. Kia là cái tòa nhà vòng tròn, đúng ở trong ảnh. Ôi thích quá. Thôi chị không về nữa đâu.
lại một năm rồi, em rất là chuyên nghiệp. Hỏi gì cũng biết. Phòng này ok vậy. Ui, được đấy nhở. Ở đây có một cái bàn học nè, xong rồi cửa sổ trước to khổng lồ. Yeah. Ôi may qua cái ghế cũng phải màu đỏ nhở, trong ảnh chứ không phải màu đỏ kinh cực. Trong đỏ màu đỏ chắc là có biết. Ồ, may quá. Trong ảnh màu đỏ. Nhưng mà chỉ có cái này được không? Chắc là không đâu ạ. Bắt đi có cảm vùng này không khó. Vừa rồi thì em Diệp có dẫn mình đi xung quanh để thăm mấy cái đường phố xung quanh ấy, đi ra trường, trường mình ở ngay cạnh tòa nhà mình ở luôn. Thì thực sự mình thích Hà Lan cực kỳ, kiểu thở thôi cũng thích ấy mọi người. Nhưng mà mình vẫn chưa tin được mình đang ở Hà Lan, kiểu cảm giác mọi thứ bị trôi quá nhanh ấy, như một giấc mơ. Hy vọng là giấc mơ chứ không phải là ác mộng. Hôm nay thì mình cũng đã có một chuyến bay khá là thuận lợi rồi. Đối với mình là thuận lợi, mặc dù có một vài vấn đề về hành lý từ lúc đi cho đến lúc đến, nhưng mà nó cũng không phải là một vấn đề to tát cho lắm. Mình thấy cũng vẫn là ok. Mà hôm đấy trời Hà Nội còn mưa cơ, nên mình thật sự rất là cảm ơn những ai đã đến tiễn mình, chứng kiến mình rơi nước mắt. Hôm đấy mình khóc không phải là mình buồn đâu, vì mình cảm thấy rất là may mắn vì có nhiều người kiểu yêu thương mình ấy, nên mình cảm thấy rất là may mắn, nên là mình mới khóc chứ không phải là mình buồn đâu, mình chỉ hơi buồn thôi. Thứ hai nữa là cảm ơn em Diệp và các em ở hồ sinh viên Việt Nam tại Hà Lan vì đã take care chị và chị Bống rất là nhiệt tình và cẩn thận từng tí một, từ lúc đặt chân xuống sân bay và đặt chân ra khỏi sân bay cho đến lúc về tận nhà. Đặc biệt là em Diệp còn tặng mình một cái cốc có chữ Quy nữa này này. Em Diệp còn tặng mình một cốc có chữ Quy, trời ơi đáng yêu quá. Mình không biết là thời gian tới mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà ngay từ giây phút mình đặt chân xuống Hà Lan thì mình thấy thích nơi này rồi, nên là mình mong là mọi thứ cũng sẽ thật là thuận lợi. Và các bạn hãy đón chờ những video tiếp theo ở Hà Lan của mình nha. I love Hà Lan. Bye bye.